6 loại thực phẩm giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ rất rẻ, rất dễ tìm mua mà nhiều người chưa biết. Thứ nhất đó là chất béo omega 3 sẽ giúp làm giảm lượng mỡ gan và mỡ xấu trong cơ thể. Omega 3 thì có nhiều trong các cái loại cá biển cũng như là các cái loại hạt. Thứ hai đó chính là tỏi. Trong tỏi thì nó có một cái thành phần là allicin, nó sẽ giúp chúng ta giảm được cái lượng mỡ trong cơ thể. Thứ ba đó là bông cải xanh. Thứ tư đó là đậu nành. Thứ năm đó là trà xanh. Và thứ sáu là vitamin D. Sự thiếu hụt vitamin D sẽ dẫn đến cái tình trạng gan nhiễm mỡ trầm trọng hơn. Và lỡ như anh chị nào đang gặp các cái vấn đề về máu mỡ, gan mỡ, men gan cao, hoặc là đang bị vấn đề vàng da hay bị ngứa ngáy, thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý và tìm giải pháp kịp thời đấy, vì nó có thể chuyển sang xơ gan và cuối cùng là ung thư gan, rất là nguy hiểm anh chị nhé. Và anh chị hãy tham khảo cái thảo dược Minh Nguyệt này này, nó hiệu quả lắm đấy anh chị, với thành phần rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ như là cà gai leo này, diệp hạ châu này, xạ đen này, lồng đèn này, mướp đắng rừng này, vỏ bưởi này, lá đơn này, nó sẽ giúp hỗ trợ vấn đề về máu mỡ, gan mỡ, men gan, viêm gan hay là phục hồi chức năng gan rất là tốt đấy. Nó sẽ hỗ trợ đưa các cái chỉ số gan mỡ, máu mỡ về mức bình thường luôn đó anh chị. Và hiệu quả nhất là sau khi anh chị dùng trong khoảng tầm 1 tháng đấy. Nếu như mà anh chị nào mà mình cần sử dụng thì anh chị hãy qua bên phần giỏ hàng của Trang để đặt dùng, hoặc là nếu như anh chị cần hỏi thêm về cái sản phẩm này ấy thì anh chị có thể hỏi Trang ở phần dưới của video này anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.